nhỏ xíu không? Không có. Bông nhỏ xíu. Này bị rụng rồi. À, thì đó cái bông nó nhỏ nhỏ vậy. Không có bị rụng rồi, cái bông nó sẽ có quá nhiều luôn, nó mọc lên quá nhiều. Vượt lên rồi, tới đây nghe tiếng suối mạnh mẽ hơn rồi mọi người, dưới kìa đó, dưới đó đó, thôi vừa rồi mưa đó, đợt này đi tiếng suối lớn quá trời, vậy là đảm bảo lát mình vô trong cái suối đó là nước nhiều lắm á.
Ui, đẹp quá. Ô, coi này, cái cây nào, già xuống này. Như cái màn vậy đó. Bình thường đi cái cây này là cái nấm đó, nó nhiều lắm, nó mọc trên cả thân này nè. Cái cây nó đổ giữa đường, nó bị nghiêng giữa đường. Anh chụp lại cái cây này nó gãy bao nhiêu năm rồi nó vẫn nằm đây. Đúng rồi, cái này là người ta đi lấy măng, măng của mấy cái tre này nè. Hả? Bữa anh đi Tây Ninh đó, mấy anh cũng lấy măng vậy đó. Nó lấy măng trong đó đó. À, lâu lắm đâu đi Tây Ninh đâu. Đúng rồi. Mày. Đó, rất là có gai luôn. Gai rồi. Mày thì nó sướng. Trời, dọc đường đi luôn đó. Mùa này là mùa mai rừng. Anh, cái này mùa Tết mình đi sao ha? Không biết nữa. Chưa đi anh... Tết bao giờ. Cho một lũ nó chào đón luôn nè. Trời ơi. Bình thường ghét lắm mà sao hôm nay ra dữ vậy? Ừ. Trời đất ơi, cái kìa. Ôi trời quá trời. Thằng nào mà mấy lông thôi là lông. Ê, ê, ê. Cắn vô cái cây quậy của tới coi. Giành nhau luôn. Trời dễ thương quá. Chơm quá trời. Cây này nè, trái này giống trái chơm chơm.
còn cái này trái xoài lượm được ở ngay chùa. Trái xoài. Hết gai rồi, cái mây nó hết gai rồi, cái mây này nó dài mà nó chết rồi, nó hết gai, nó khô rồi.